Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị khán thính giả đón xem chương trình bầu cử cộng đồng Houston và vùng phụ cận nhiệm kỳ 2014-2016 vào 1 giờ trưa mỗi ngày trên Việt TV 51.7 thứ hai đến thứ bảy từ ngày 18 tây tháng 11 cho đến ngày 23 tây tháng 11. Chương trình hội thoại với liên danh hợp nhất sẽ được phát sóng vào ngày thứ hai và ngày thứ năm, tức là ngày 18 tây và ngày 21 tây tháng 11. Chương trình hội thoại với liên danh đoàn kết sẽ được phát sóng vào ngày thứ ba và ngày thứ sáu, tức là ngày 19 tây và 22 tây tháng 11. Và sau đó là hội thoại với ủy ban vận động bầu cử vào thứ tư và thứ bảy, tức là 20 tây và 23 tây tháng 11. Ngày bầu cử chính thức là chủ nhật 24 tây tháng 11 năm 2013. Xin kính mời tất cả quý vị tại thành phố Houston rủ nhau đi bầu vào ngày 24 tây tháng 11 năm 2013.